Nhiều bạn nói làm TikToker sướng lắm. Sẵn tiện hôm nay thì mình có một cái job làm việc cùng với anh Bu, cho nên là mình sẽ cho mọi người xem coi lại cái nghề này có sướng hay không. Sau khi thức dậy và thồ một tô bún vô họng thì mình phải nhanh nhanh chứ không trễ giờ. Job này thì khá là gấp, cho nên là đó, giữa cái trời nắng chang chang mà yêu cầu là 3 giờ chụp mà trước 4 giờ phải xong. Ok, ổn. Còn đây là những cái đồ mà mình phải mang theo để lỡ trong buổi chụp hình mà ảnh cần thì mình phải có. Còn nếu mà mọi người thắc mắc là ủa, đi chụp hình tự nhiên mình hay có thanh massage này làm gì, thì thông cảm đi, mới hết F0 có 2-3 ngày à. Kiểu người mình rất là hay bị lạnh, với lại mình hay đau nhức cổ vai gáy lắm. Cái em này mình thích cái là nó không có quá nóng, với lại cái mùi nó không phải là cái mùi salon bát á, kiểu mùi thơm thơm, cho nên là rất là tiện để mang ra đường đi làm. Những cái ngày mà mình tới ngày á thì mình sẽ massage cái em này lên bụng, nó nóng vừa phải và nó làm cho cái bụng mình rất là dễ chịu, không có bị đau. Lâu dài thì maybe là cái sự massage có thể giúp cho cơ thể của các bạn săn chắc. Được cái thì mình có một người anh rất là yêu thương mình. Nếu như mà mình chụp xấu á thì anh chỉ nhấn nước đè đầu cưỡi cổ mình thôi chứ không có la mình đâu. Nhưng mà một nữ hoàng chụp hình như mình thì làm sao mà chụp xấu được. Sau 45 phút miệt mài thì cuối cùng cũng xong. Và không có thời gian than thở đâu, phải nhanh chóng đi về để kịp đi tập gym. Bye bye.